Thư sư, vì sao chư thiên cõi tứ thiên vương không có một cõi riêng giống những cõi trời khác mà phải sống cộng trú chung với loài người? Mong sư hoan hỷ giải đáp, còn cảm ơn sư. Xin thưa với quý vị, chư thiên cõi tứ thiên vương thì có cõi riêng, có cõi tứ thiên vương nha, có cõi riêng. Tuy nhiên nó giống như là hàng xóm vậy đó, thì thường xuyên lui tới thì cũng có. Với lại một số vậy nè, một số thiếu phước thì không được ở trên cõi tứ thiên vương mà phải ở chung với cõi người. Ví dụ như một số loài cạc thác bà, một số loài dạ xoa, một số loài rồng, mà rồng thuộc cảnh giới chư thiên đó, thì họ không có đủ phước á, thì họ phải ở gần với cái cõi người. Đại đức Tuệ Tường có đi Ấn Độ thì cũng thấy đó. Họ phân, gọi là phân chia giai cấp, phân hóa. Thì chư thiên thì phân hóa theo phước, phân hóa theo phước. Nếu mà phước mình ít quá thì mình không lên nổi cái cõi tứ thiên vương, lên không nổi, mà mình phải ở chung với cõi người thì do cái phước mình nó kém thôi. Mà phước như thế nào là kém? Thì ở trong kinh Tệ Túc nha, dựa theo kinh Tệ Túc thì sư tóm gọn sư nói thôi, là cái kiểu mình làm phước mà mình làm phước ba cái đồ vứt đi, đồ cũ, đồ bỏ. Thí dụ như nghe ở đâu có làm phước thì mình hùng phước, mà mình thí dụ như là có quần áo cũ mình đem cho, thì cho nó cũng là phước nghe, sư không nói nó không phải là phước, nó cũng là phước. Nhưng cái phước nó đó đó đủ, cũng đủ để mình làm chư thiên, nhưng mà không có đủ tiền để mà lên cao hơn, chỉ vừa đủ để làm chư thiên thôi. Thì cái dạng chư thiên đó thì sẽ ở gần ở cái cõi người, hoặc là ở đâu đâu á, nếu mà ở trên thì cũng gần gần với cõi người, chứ không lên được tới tứ thiên vương đó. Đại loại là như thế, là do cái kiểu làm phước bố thí của mình nó thuộc về nô lệ thí. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình cho cái mà mình không thèm xài, cho đồ cũ á, cho cái không thèm xài cũng có phước nha, nhưng mà cái phước nó chỉ tới đó là hết rồi. Thì không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì về vấn đề này không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thật sự câu này khá là đơn giản, tại vì do cái vị này hiểu lầm thôi. Đúng là thật sự Đức Hành Tại đã nói, có nghĩa là ngoài Đức Hành Tại giải cho quý vị hiểu rõ là tứ thiên vương là một cõi, còn giống như khuyên mãi thêm cho quý vị thêm những cái điểm khác cho quý vị hiểu rõ hơn. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.